Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5, ngày 6 tháng 5. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp xúc với cử tri vận động bầu cử tại huyện Kim Động. Đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Giang. Hưng Yên đẩy mạnh công tác phòng chống dịch sau khi phát hiện thêm 2 ca dương tính với COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 3013 ở phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Phát triển ngân hàng số tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Huyện Kim Động chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ quá tải trước phản ánh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Động tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1 thực hiện quyền vận động bầu cử. Sự hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên, trình bày chương trình hành động của mình. Năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 khẳng định nếu chung cử sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân là cầu nối giữa nhân dân với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành và địa phương, luôn gắn bó mật thiết, quan tâm giải quyết các kiến nghị, những vấn đề cử tri quan tâm. Trên cương vị công tác, sẽ tham mưu để nhà nước và tỉnh có những chính sách an sinh xã hội kịp thời, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, tích cực đóng góp sức mình cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, tạo những bước phát triển đột phá mạnh mẽ, xây dựng tỉnh Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh mạnh trong cả nước. Cử tri huyện Kim Động đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15. Các ứng cử viên đều hội tụ đầy đủ các tiêu chí tiêu chuẩn để trở thành người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Cử tri mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện phương châm, nói đi đôi với làm, triển khai thực hiện đúng và hiệu quả những nội dung chương trình hành động đã trình bày trước cử tri. Đại diện các ứng cử viên, Đại tướng Tô Lâm và đồng chí Đỗ Tiến Sĩ tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của cử tri, đồng thời thông tin tới cử tri về một số chủ trương lớn của đất nước, của tỉnh, những vấn đề mà cử tri đang quan tâm như xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển nông nghiệp, quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường, và hứa trước các cử tri nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu dân cử. Sau khi phát hiện thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là con gái và cháu ngoại của bệnh nhân 3013 ở phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo tỉnh có cuộc họp khẩn trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố về khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Ngày 5 tháng 5, tỉnh Hưng Yên được CDC Hà Nội thông báo có trường hợp công dân sinh năm 1966 ở tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào đi thăm chồng ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 dương tính với SARS-CoV-2. Được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 3013. Qua truy vết và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm, rạng sáng ngày 6 tháng 5, phát hiện con gái và cháu ngoại của bệnh nhân 3013 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hai trường hợp này có tiếp xúc gần với bệnh nhân 3013 trong khoảng thời gian từ 17 giờ 15 phút ngày 28 tháng 4 đến 13 giờ 15 phút ngày 29 tháng 4. Ngay trong đêm, hai trường hợp này được đưa đi điều trị tại Hà Nội. Sáng ngày 6 tháng 5, thị xã Mỹ Hào tiến hành phong tỏa thêm toàn bộ khu dân cư Nguyễn Xá với 820 hộ và trên 3.100 nhân khẩu. Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ phường Nhân Hòa, lập 9 chốt kiểm soát trên địa bàn phường Nhân Hòa. Đến nay truy vết được 24 trường hợp F1, 121 trường hợp F2 liên quan đến 3 F0. Tổ
tổ chức lấy được trên 620 mẫu bệnh phẩm. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn biểu dương thị xã Mỹ Hào đã chủ động triển khai kịp thời các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch trên địa bàn. Một số địa phương khác cũng tích cực khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan. Đồng chí yêu cầu tất cả các sở ngành địa phương, doanh nghiệp và người dân thực hiện nghiêm túc hơn nữa các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch của Trung ương, của tỉnh, các công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vào cuộc tích cực và truy vết một cách thần tốc đối tượng F1, F2 và F3 để từ đó các ban chỉ đạo các cấp có phương án phòng chống dịch được tốt nhất và nhanh nhất. Đây là một nội dung rất quan trọng. Nếu chúng ta mà truy vết chậm thì cái hậu quả chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Lực lượng quân đội cần xây dựng phương án cách ly tập trung số lượng lớn, không để bị động bất ngờ. Đề nghị quân khu 3 tiếp tục hỗ trợ phun khử khuẩn cho vùng dịch ở thị xã Mỹ Hào. Ngành y tế chỉ đạo nâng cao năng lực xét nghiệm. Trung tâm y tế tuyến huyện tăng cường chủ động lấy mẫu bệnh phẩm theo tinh thần truy vết đến đâu, lấy mẫu đến đó. Các địa phương khẩn trương rà soát 87 trường hợp ở Hưng Yên được Bộ Y tế thông báo có đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong thời gian gần đây. Thị xã Mỹ Hào xây dựng phương án thành lập tổ bầu cử riêng trong khu vực phong tỏa. Các địa phương cần chấn chỉnh ngay việc lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch. Nghiêm túc thực hiện. Tỉnh Hưng Yên tối ngày hôm qua cũng đưa một số các chợ, tức là cái chợ ngay chợ Phố Yến này và chợ Kim Động và những người bán hàng không đeo khẩu trang. Đây là rất nguy hiểm. Và những người đeo không khẩu trang là tiếp xúc với rất nhiều người. Và trong đó chúng ta là quán triệt là tất cả những người dân, kể cả người dân khi ra khỏi nhà đều phải đeo khẩu trang. Đấy, cái đó là chúng ta đã công điện của Chủ tịch đã yêu cầu công việc đó rồi. Nhưng ở đây là chúng ta vẫn lơ là, vẫn chủ quan. Đây là tôi nói là lỗi cả như là cấp. Cấp nào thì cấp đó chịu. Và tôi hôm nay cũng phải nói luôn với các đồng chí là nếu mà xảy ra Covid ở hầu hình thức chủ quan thì sẽ xử lý theo trách nhiệm, theo quy định. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền khơi dậy tinh thần tự giác của nhân dân trong việc khai báo y tế, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Tỉnh Hưng Yên sẽ xem xét tạm dừng các hoạt động dịch vụ ăn uống. Các sở ngành bố trí cho 50% cán bộ nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà. Sở Công Thương có giải pháp giúp nhân dân vùng dịch huyện Phù Cừ tiêu thụ vải chín sớm. Tôi đề nghị là tất cả các cấp, các ngành, các huyện, thành phố, các ban chỉ đạo của các cấp, cả hệ thống chính trị và chúng ta tiếp tục vào cuộc tích cực trong cái bối cảnh mới và vẫn đảm bảo để phát triển kinh tế xã hội, tức là mục tiêu kép, và đảm bảo cho cái cuộc bầu cử sắp tới. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cũng chủ trì cuộc họp với một số sở ngành và tổ giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh để triển khai một số biện pháp cụ thể để phòng chống dịch. Sáng nay, đoàn kiểm tra số 5 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Mỹ Hào. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Đoàn đã kiểm tra tại các phường, xã Ngọc Lâm, Minh Đức, Bạch Sam, Hòa Phong, Dương Quang, Phan Đình Phùng, Nhân Hòa, các địa phương thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách tiểu sử người ứng cử. Các điểm niêm yết đã bố trí khoa học hợp lý giữa danh sách đại biểu ứng cử các cấp, giúp cho cử tri tiện quan sát và đọc tiểu sử. Tại buổi kiểm tra, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lê Xuân Tiến nhấn mạnh, thời gian tới, thị xã Mỹ Hào cần tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử bằng các hình thức đa dạng, phong phú để cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình biến động của cử tri, nhất là cử tri đi làm ăn xa, kiểm tra rà soát kỹ các địa điểm tổ chức bỏ phiếu ở các xã phường, bảo đảm về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, thuận lợi nhất cho các cử tri đi bỏ phiếu. Thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát công tác bầu cử ở các cấp, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị bầu cử, sẵn sàng ứng phó giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử nếu có. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử. Sáng nay, đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Văn Giang. Huyện Văn Giang có tổng số 94 khu vực bỏ phiếu ở 11 xã thị trấn. Đến nay, huyện đã tiếp nhận trên 86.000 thẻ cử tri, niêm yết xong danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Bầu cử huyện đã xây dựng phương án
và tình huống có thể phát sinh trong quá trình bầu cử. Qua nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử và thực tế kiểm tra tại 3 xã là Tân Tiến, Vĩnh Quốc và Nghĩa Trụ, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thế Cử biểu dương huyện Văn Giang đã làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử gắn với phòng dịch, đồng thời yêu cầu huyện chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ công tác bầu cử gắn với phòng dịch. Trước mắt phục vụ các hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, thực hiện tốt tuyên truyền để cử tri đi bầu đầy đủ nhất vào ngày 23 tháng 5, nắm chắc các bước triển khai, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến danh sách cử tri theo đúng luật định, quan tâm đến các cử tri không thể đến bỏ phiếu được, thực hiện nghĩa vụ công dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện tốt thông điệp 5K trong phòng chống dịch COVID-19 là yêu cầu bắt buộc theo hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Có phương án cụ thể nếu xảy ra dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, không để ảnh hưởng đến quá trình bầu cử. Chiều nay, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đơn vị bầu cử số 2 và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri với các xã Vân Du, Quang Vinh, Xuân Trúc, Văn Nhuệ, Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi. Tại buổi tiếp xúc cử tri, được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri, trong đó đều khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến tâm tư của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, đưa tiếng nói nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Cử tri huyện Ân Thi bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với những nội dung trong chương trình hành động mà các ứng cử viên đề cập. Một số ý kiến mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, triển khai hiệu quả các chương trình hành động trong quá trình thực hiện. Để xử lý nghiêm đối với những trường hợp không chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, sáng nay, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động ra quân tuyên truyền kết hợp với kiểm tra xử lý vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ngay trong ngày đầu ra quân, Công an huyện Mỹ Hào đã xử phạt 12 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 12 triệu đồng. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần kiểm soát dịch trong thời gian sớm nhất. Ngay sau khi hai trường hợp F1 của bệnh nhân 3013 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào đã triển khai nhiều biện pháp nhằm khoanh vùng dập dịch, hạn chế thấp nhất sự lây lan. Ngay trong đêm ngày 5 tháng 5, Ban chỉ đạo phường đã triển khai ngay một số biện pháp cấp bách cho công tác phòng chống dịch. Đến sáng nay đã truy vết được 17 F1, 160 F2, đang tiếp tục tuyên truyền để truy vết F3. Kích hoạt toàn bộ phường thực hiện giãn cách xã hội, riêng tổ dân phố Nguyễn Xá phong tỏa. Sau khi nhận được cái thông tin lúc 0:40 và chúng tôi đã triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch. Thứ nhất là chúng tôi thành lập các cái tổ chốt phong tỏa toàn bộ tổ dân phố Nguyễn Xá, là tập trung truy vết nhanh, thần tốc các đối tượng F1, F2 kết hợp với Bệnh viện Đa khoa Phố Nối thì đang lấy mẫu cho những cái trường hợp F1, F2 và tiến tới thì chúng tôi đề nghị là tiếp tục lấy mẫu cho toàn bộ người dân ở tại tổ dân phố Nguyễn Xá. Ghi nhận trong buổi sáng nay, tổ dân phố Nguyễn Xá nơi có 3 bệnh nhân dương tính, công tác phong tỏa được siết chặt hơn. Riêng đoạn phố dài khoảng 300 mét, nơi 3 bệnh nhân cư trú thì nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thống nhất với cả nhà là phải chấp hành rồi, là bảo nhau đeo khẩu trang. Cái thứ hai là tự bảo nhau là không được đi tụ tập đông người. Thế và cũng luôn luôn tức là lắng nghe cái thông báo. Nhưng mà đã cách ly thì là mình không lên đi đâu. Và em cũng chấp hành cùng gia đình ở nhà. Chúng tôi bây giờ đang đi làm mà bây giờ lại phải nghỉ ở nhà thì đó là ảnh hưởng rất là lớn. Vì sức khỏe của mình cùng với lại tất cả mọi người chung tay để đẩy lùi dịch bệnh thôi. Đến chiều nay, toàn phường đã có trên 400 công dân của tổ dân phố Nguyễn Xá và những trường hợp có nguy cơ cao đến lấy mẫu xét nghiệm. Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, ý thức tự giác cao của người dân,
bệnh dịch sẽ được khống chế. Nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh COVID-19, những ngày qua, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh đã hoãn và giảm quy mô tổ chức đám cưới. Gia đình bà Vũ Kim Uyên tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, theo kế hoạch tổ chức đám cưới cho con trai vào ngày 2 tháng 5 vừa qua. Song trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, gia đình bà Uyên đã quyết định hoãn tổ chức, mặc dù trước đó gia đình đã lên kế hoạch cụ thể, chi tiết cho đám cưới, trong đó có việc mời khách tham dự, đặt mua thực phẩm. Các thực phẩm, những cái thứ gì mà đã mua sẵn được mà chúng tôi đã chuẩn bị hết tại về nhà và cũng có đặt cọc sẵn sàng rồi. Gia đình tôi thấy là cái dịch nó diễn ra phức tạp, chúng tôi quyết định là ngừng ngay. Tại thành phố Hưng Yên, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021, có 8 đám cưới hoãn lại. Ngày 6 tháng 5, duy nhất có một gia đình tại xã Quảng Châu tổ chức, tuy nhiên quy mô ban đầu từ gần 100 mâm giờ rút gọn lại còn vài mâm cỗ là người thân trong gia đình. Các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện đầy đủ, đặc biệt không có khách mời từ ngoài tỉnh. Ý thức phòng chống dịch của người dân được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc đẩy lùi đại dịch COVID-19. Digital Banking hay ngân hàng số là ngân hàng có thể thực hiện hầu hết các giao dịch sản phẩm dịch vụ ngân hàng bằng hình thức trực tuyến thông qua Internet trên các thiết bị di động và máy tính để bàn. Thực hiện chỉ đạo của các cấp về chuyển đổi ngân hàng số, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hưng Yên đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chủ trương này. Giao dịch của ngân hàng số khách hàng không phải đến hội sở, chi nhánh hay phòng giao dịch ngân hàng hoặc điểm đặt ATM. Sử dụng POS, giảm thiểu đến mức tối đa những thủ tục giấy tờ liên quan gây tốn kém chi phí. Phát triển ngân hàng số cho phép các ngân hàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng hơn rất nhiều so với trước đây, nhờ vào việc thực hiện kết nối các lớp dịch vụ khác nhau vào trong hệ thống ngân hàng thông qua nền tảng số. Đồng thời, cùng với phục vụ được số lượng ngày càng lớn các nhu cầu của khách hàng, nền tảng dữ liệu của khách hàng cũng có thể được khai thác hiệu quả hơn thông qua các công nghệ mới. Trên địa bàn tỉnh, các ngân hàng thương mại và cổ phần thương mại đã tích cực việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, BIDV chi nhánh Bắc Hưng Yên đã xác định lấy sản phẩm Smart Banking là sản phẩm số nền khách hàng. Đây là sản phẩm thế hệ mới với nhiều tiện ích, tính năng hiện đại, nâng cao trải nghiệm số của khách hàng trên điện thoại di động, giao diện thân thiện, dễ nhìn. Toàn bộ cán bộ công nhân viên của chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Hưng Yên, chúng tôi đều phải tập huấn và học online, cũng như là tập huấn những các cái tình huống, những các kỹ năng để sử dụng những các cái công nghệ số này để có thể hướng dẫn, và khi mà khách hàng có những các cái thắc mắc thì tất cả đều có thể trả lời và hướng dẫn được khách hàng. Trong khi đó, Agribank chi nhánh Hưng Yên 2 đã triển khai ứng dụng Agribank E Mobile Banking trên thiết bị di động, góp phần lớn vào việc giảm tải khách hàng đến giao dịch, mang đến nhiều tiện ích như thông báo biến động số dư, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, đặt vé máy bay, tàu hỏa, v.v. Khách hàng của Vietcombank chi nhánh Hưng Yên có thể thanh toán y tế, giáo dục, điện nước trên ngân hàng số, giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí thời gian. Đáng chú ý là ngân hàng đã triển khai tính năng Vietcombank Booking cho khách hàng. PCB Booking, đó là khách hàng có thể là đặt trước cái thời gian giao dịch ra ngân hàng, thì khi đến nơi khách hàng không cần phải lấy số hay xếp hàng, nó sẽ được phục vụ ngay, để tăng thêm những cái tiện ích cũng như là cái phục vụ, chất lượng phục vụ khách hàng tốt hơn. Phát triển ngân hàng số giúp các ngân hàng thương mại có thể nắm bắt được rõ hơn xu hướng nhu cầu của khách hàng để điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp hơn. Nâng cao được khả năng phục vụ khách hàng, hiệu quả hoạt động sẽ mang lại lợi ích lớn nhất đến với khách hàng và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, cũng như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ công mức độ 3-4 của Ngân hàng Nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, trước phản ánh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên về tình trạng xe quá khổ quá tải hoành hành trên các tuyến đê thuộc địa bàn hai huyện Kim Động và Khoái Châu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn giao thông và đời sống của nhân dân. Ngày 4 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động cũng đã ban hành công văn về việc tăng cường kiểm tra xử lý xe quá khổ, quá tải trên địa bàn. Đây được xem là động thái tích cực và kịp thời của Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động giao công an huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với các ngành như thanh tra giao thông, sở giao thông vận tải, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các phương tiện vi phạm theo quy định.
đặc biệt là trước trong thời điểm diễn ra bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời chỉ đạo công an các xã thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm ngay tại đầu các bến khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng xe, những thiệt hại do xe quá khổ, quá tải gây ra, để các lái xe, chủ phương tiện, chủ bến khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng biết và thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Và mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở khu vực Đông Nam Á, nơi mà dịch bệnh đang có những leo thang nguy hiểm. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, quá nửa thành viên của ASEAN đã ghi nhận các ca tử vong vì loại virus nguy hiểm, trong khi số ca mắc mới tiếp tục gia tăng. Thống kê chung, toàn khối ASEAN tới nay đã ghi nhận hơn 3,7 triệu ca mắc, gần 70.000 ca tử vong vì COVID-19. Toàn khối vẫn chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, tất cả các nước ASEAN đều ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới. Indonesia hiện vẫn là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất ở khu vực. Song tình hình dịch bệnh tại đây có xu thế hạ nhiệt khi số ca mắc mới bắt đầu giảm so với giai đoạn trước. Trong khi đó, diễn biến dịch bệnh đang trở lại và bùng phát nghiêm trọng ở Philippines, biến nước này thành ổ dịch đang nóng nhất ở khu vực. Thái Lan cũng đối mặt với tình hình đáng quan ngại khi số ca lây nhiễm cộng đồng vẫn ở mức cao trên 2.000 ca mỗi ngày. Tại Campuchia và Lào, dịch bệnh diễn biến phức tạp song có xu hướng chững lại sau khi các nước áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi đang đối diện với những lời kêu gọi từ chức vì đã không ngăn chặn được làn sóng COVID-19 thứ hai, dẫn đến thảm cảnh quốc gia. Những người phản đối đã đổ lỗi cho thảm cảnh của Ấn Độ hiện nay là do ông Modi và chính phủ của mình. Ông Modi bị yêu cầu phải chịu trách nhiệm việc các ca nhiễm COVID-19 trong nước tăng vọt. Nhiều người dùng mạng xã hội cũng tỏ ra tức giận khi ca nhiễm liên tục tăng, kỷ lục. Trước đó, dù có những dấu hiệu rõ ràng của một cuộc khủng hoảng y tế sắp diễn ra, Thủ tướng Modi vẫn tiếp tục lịch trình vận động chính trị dày đặc. Chính phủ của ông Modi từ chối hủy lễ hội tôn giáo khổng lồ. Các trận đấu cricket với hàng chục nghìn khán giả vẫn tiếp tục được diễn ra. Trong một diễn biến liên quan khác, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định chia sẻ quyền sản xuất vaccine COVID-19 cho thế giới để ngăn chặn đại dịch. Đại diện thương mại Mỹ tuyên bố, chính quyền sẽ hỗ trợ dỡ bỏ việc bảo vệ với vaccine COVID-19 nhằm chấm dứt đại dịch. Đại diện thương mại Mỹ đã gặp gỡ lãnh đạo của các công ty sản xuất vaccine lớn như Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson trong vài tuần gần đây để bàn về vấn đề này. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng ngày hoan nghênh quyết định lịch sử của phía Mỹ và cho rằng đây là một bước tiến quan trọng trong việc chia sẻ công bằng vaccine. Cơ quan phòng chống ma túy của Indonesia cho biết, cơ quan này vừa thu giữ hơn nửa tấn ma túy đá từ 3 đường dây buôn bán ma túy quốc tế và bắt giữ 7 nghi phạm. Số ma túy này được phát hiện ở 3 địa điểm khác nhau. Chúng được tuồn vào Indonesia từ Pakistan, Malaysia và Myanmar. Indonesia đã trở thành điểm trung chuyển của tội phạm ma túy quốc tế. Năm 2018, cảnh sát nước này đã thu giữ 3 tấn ma túy đá có nguồn gốc từ Đài Loan, Trung Quốc. Trong tháng 4 vừa qua, Indonesia cũng đã tuyên tử hình 13 người trong một đường dây buôn bán ma túy trái phép, trong đó có 3 người Iran và 1 người Pakistan vì tội vận chuyển 400 kg ma túy đá vào Indonesia. Lần đầu tiên, Liên minh châu EU đã cho phép sử dụng một loại côn trùng làm thực phẩm và nhờ đó bữa ăn của các gia đình tại châu sẽ trở nên đa dạng hơn với nhiều món ăn từ côn trùng. Các nước thành viên EU đã nhất trí dán nhãn sâu bột, ấu trùng của một loài bọ cánh cứng là thực phẩm mới an toàn cho sức khỏe của con người khi ăn. Theo các nhà nghiên cứu, sâu bột chứa nhiều protein, chất béo và các axit amin cần thiết. Loại côn trùng này có thể được dùng để làm bánh mì kẹp thịt, bột protein và bánh quy. Theo Ủy ban châu Âu, ngoài sâu bột, hiện có 11 đề xuất khác về việc sử dụng một số côn trùng làm thực phẩm mới tại EU. Cơ quan an toàn thực phẩm sẽ xem xét những đề xuất này. Hãng tin Daily Mail đưa tin, một chai rượu vang của Pháp sau hơn một năm ở trên trạm vũ trụ quốc tế ISS sẽ được đưa ra bán đấu giá và ước tính sẽ thu về khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Chai rượu vang Petrus 2000 của Pháp là một trong 12 chai rượu vang được các nhà nghiên cứu đưa lên trạm vũ trụ quốc tế ISS vào tháng 11 năm 2019 trong chương trình khám phá tiềm năng nông nghiệp ngoài trái đất và làm cho thực phẩm trên trái đất chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Kết quả là các chai rượu quay trở lại trái đất sau 14 tháng đã bị biến đổi một cách đáng kinh ngạc. Chuyến đi đã biến loại rượu trị giá 10.000 đô la Mỹ mỗi chai trở thành một thứ mới lạ về mặt khoa học. Và chai rượu vang dự kiến sẽ thu về khoảng 1 triệu đô la Mỹ sau khi bán đấu giá.
Hôm 5 tháng 5 vừa qua, công ty tên lửa Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos cho biết công ty này đã sẵn sàng mở bán vé du lịch vũ trụ ở quỹ đạo thấp trong bối cảnh các công ty Mỹ đang nỗ lực hướng đến một kỷ nguyên mới của lĩnh vực du hành vũ trụ thương mại tư nhân. Blue Origin cho biết sẽ bán những chiếc vé đầu tiên cho hành khách trên tàu vũ trụ và chuyến bay sẽ dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 7 tới đây. Blue Origin dự kiến giá vé ít nhất là 200.000 đô la Mỹ một chuyến. Tàu vũ trụ của hãng được thiết kế để có thể đưa 6 hành khách lên vùng không gian quỹ đạo thấp ở độ cao hơn 100 km so với trái đất, đủ cao để du khách trải nghiệm trạng thái không trọng lượng trong vài phút. Với 6 cửa sổ lớn, hành khách có thể ngắm toàn cảnh không gian ngoài trái đất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.